Rồi hello anh em ha. Bùm MD về tới đây anh em. Đây, quay cho anh em xem nè. Đây, cho mày nè. 5-60 bộ bùm MD luôn anh em ơi. Hôm nay shop Phụ Tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn sẽ review cho anh em đùm zin MD nha. Đùm trước sau zin MD. Một bộ trước sau. Anh em nhìn nước sơn còn khá nha. Những cái đồ zin MD này về là shop không có vệ sinh nha anh em. Shop không có vệ sinh nha. Shop đã vệ sinh bán luôn anh em, về tự vệ sinh. Một bộ đùm trước đùm sau, để lấy ra đi. Quay cho anh em xem, đây là một bộ nè. Đây là đùm sau ha, đây là đùm trước. Đó, luôn cái cùi dĩa ha. Bát tăng sơn và hai ốc, anh em nhìn ốc nè, ốc đẹp lắm. Đây nè, đó. Anh em thấy được không? Cục canh, canh bánh trước, canh bánh sau đầy đủ nha anh em ha. Đây, cục canh bánh trước, canh bánh sau đầy đủ ha. Và giá một bộ đùm như vậy là 1,3 triệu anh em ha. 1,3 triệu. Chưa phí ship nha anh em. Nè. Nhông đồng hồ đầy đủ ha. Đó. Tăng bùa. Đạn đẹp nha. Ha, nước sơn còn khá nha. Nước sơn còn được. Này anh em về tự vệ sinh ha. Ở đây shop, tại vì shop không có thời gian vệ sinh cho anh em. Đó, nên những anh em về anh em tự vệ sinh ha. Và giá một bộ đùm MD này là 1,3 triệu một bộ anh em ha. Chưa bao gồm phí ship anh em ha. Đây, đùm bên đây. Đó, nhông đồng hồ cháy khế đầy đủ ha. Đùm MD này gắn được cho 67, gắn được cho 68, CL, CD. Đó, nên anh em về, anh em vô xe bao chắc chắn luôn, bao chắc chắn luôn. Và những chiếc xe mà đi máy lớn đi đùm MD là bao tê. Những ông anh, những ông chú đợt trước là rất là nhiều anh em dặn shop luôn. Ha, và đợt trước là shop về là hết rồi, nay vừa về thì 50 bộ nữa. Đó, quay cho anh em xem. Đồ MD ha. Đó, đùm MD. Hôm nay shop sẽ review cho anh em. Đây. Về trước MD nè anh em. Về trước MD nè. Cái ba ga này hôm qua ông chú kia ông hỏi sao ông đi ngoan qua. Quay lại thấy mà không review cái này cho ông chú xem. Cái này để mà mai shop sẽ review cho ông chú đó xem. Đây. Về trước MD zin đẹp nha. Zin đẹp nha anh em. 700.000 một cái. Về trước MD zin đẹp. Về đùm ghi đông MD ha, ghi đông MD về trước về sau đó. Em nhìn nước sơn nha, nước sơn zin nha anh em, nước sơn zin nha, trắng bùng là bao đẹp nha, ốc bát đầy đủ nha. Giá của em nó là 700.000 một cái đó. Anh em gắn cái thường á, thường cái dè MD nè anh em gắn 67, gắn cái dán CL đẹp lắm, cứng xe. Cuộc trước cuộc sau MD, cuộc trước MD thì dưới cuộc trước MD thì người ta đặt hết rồi không. Cuộc trước MD thì đặt hết rồi. Nhưng mà chiều nay sắp về được thêm tới chục, không, chắc không được chục cây đâu. Hôm bữa hình như là lấy cái lô đó 10 cây mà bữa giờ lấy hết 6 cây, còn 4 cây nữa, cái chuyến sau về được 4 cây nè. 4 cây cuộc trước MD nữa. Anh em dặn shop thì mua làm nhanh tay ha. Đây, đùm trước MD. Tại chiều nay còn chuyến xe nó về một mớ đồ MD nữa anh em. Một mớ đồ MD nữa, như ba ga trước sau nữa. Đây đây. Bữa giờ quên review cho anh em. Bữa giờ quên thì đưa cho anh em cái 3GMD FI. 3GMD CFI ha. Đây. Đây. Đó. 3GMD CFI. Đẹp chưa? Nước si là bao đẹp nha anh em. Nước si là bao đẹp nha. Giá của em nó là 700.000 một cái. Gắn được cho cúp, gắn được cho 67 CL CD 81 86 gì đó ha. Anh em gắn cực kỳ shop bảo đảm với anh em luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đồ zin MD thì khỏi rồi, khỏi phải bàn tới ha. Đồ zin MD là bao đẹp. Đó. Đây, 700.000 một cái anh em ha. Còn đây là ba ga MD phơm nhỏ. Có phơm lớn màu đỏ nữa nha. Để bên kia, sắp để bên kia. Sắp muốn quay cho anh em xem. Của ghi ông MD để bên nào ta? Để bên đây. Rồi. Đây. Quay vô cái ba ga MD cho anh em xem nó đi ha. Ghi đông MD là 1,5 triệu một cây nha anh em. Ghi đông MD là 1,5 triệu một cây nha. Ủa mấy cái ghi đông MD đi ai lấy rồi ta? Bán hết rồi hả? Rồi, ra đây. Đó, quay lại với đùm. Ghi đông MD là 1,5 triệu một cây. Chiều nay về luôn nha anh em. Chiều nay là có chuyến xe về luôn. Chuyến xe từ bên Cam, đồ Cam về luôn. Là về được ghi đông MD nè. Đùm MD nè ha. Về được thêm phục trước MD nữa. Nên những anh em nào lấy vui lòng liên hệ lại với shop ha. Vui lòng liên hệ với shop. Đây, số điện thoại của shop. Số điện thoại của shop nha.
0909 00 0708 anh em ha. Những anh em nào mà muốn ghé qua shop xem thử đồ thì cái việc qua địa chỉ 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Cái tem logo này để tặng cho những anh em mà mua phụ tùng của shop là shop tặng cho anh em cái logo ha. Đó. Anh em cần thì cứ liên hệ với shop. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha. Và chúc anh em một buổi sáng ấm áp. Bye bye anh em. Nhớ đăng ký kênh của shop ha để luôn cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. Bye bye anh em.